chào quý khán giả đến với phần 25 chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phan sẽ giới thiệu đến quý vị diễn tiến lịch sử đất nước ta dưới thời vua Trần Phế Đế. Kính thưa quý khán giả, Trần Phế Đế tên Húy là Hiện, con trưởng của Trần Duệ Tông, sinh vào ngày 6 tháng 3 năm 1361. Sau khi vua cha Duệ Tông tử trận ở Chim Thành, Trần Hiện được bác là Thượng Hoàng Nghệ Tông đưa lên ngôi. Khi lên nối ngôi, vua mới 16 tuổi, mọi quyền hành vẫn do Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông nắm giữ. Vào mùa hạ ngày 5 tháng 5 năm 1378, người Chim đưa ngự câu Vương Húc đã đầu hàng đến cướp phủ Nghệ An, tiếm xưng vị hiệu để chiêu dụ dân chúng. Nhiều người theo lệnh của bọn phản loạn. Đến tháng 6, giặc đánh vào sông Đại Hoàng, vua sai hành khiển Đỗ Tử Bình đi chống giữ. Quan quân tan vỡ, giặc liền đánh vào kinh sư, bắt người cướp của rồi rút về. Bấy giờ đường có việc dùng binh mà kho tàng trống rỗng, nên Đỗ Tử Bình bắt chước phép đánh thuế dung của nhà Đường. Có kiến nghị thu mỗi hộ đinh nam 3 quan tiền, vua nghe theo, làm cho thuế má lại nặng thêm. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào tháng 9 năm 1379, vua sợ người Chim đến đốt cung điện như trước đây, nên sai quân dân chở tiền đồng giấu vào núi Thiên Kiện. Đến tháng 10, vua cho người giấu tiền ở Khám Khả Lãng, Lạng Sơn. Sử thần Ngô Sĩ Liên nhận xét, thiên tử có cả bốn biển, kho tàng phủ khố đâu chẳng phải là của mình. Đương khi nhà nước nhàn hạ thì làm tỏ chính hình, sửa sang lễ nghĩa. Ví như con chim đi lấy rễ dâu ràng buộc cửa tổ thì ai làm nhục mình được. Thế mà sợ tai nạn Chim Thành đốt cướp, đem chở tiền của giấu tận hang cùng núi thẳm làm kế tránh giặc. Thật là giữ giặc đến, chút lấy tiếng chê cười của đời sau, có thể coi là cả nước không còn người nữa vậy. Vào tháng 3 năm 1380, Chim Thành đến cướp các nơi ở Thanh Hóa. Thượng Hoàng sai Lê Quý Ly chỉ huy quân thủy, Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ đi chống giữ. Đến Ngu Giang, đóng cọc ở giữa sông cầm cự với người Chim. Đến tháng 5, Quý Ly dẫn viên tướng chỉ huy quân thần vũ là Nguyễn Kim Ngao và tướng chỉ huy quân thị vệ là Đỗ Giả Kha ra đánh. Các quân nổi trống hò reo mà tiến, chúa Chim chế bồn nghe thua trận rút chạy. Tử Bình từ đó cáo ốm, không giữ binh quyền nữa. Chỉ còn Quý Ly chuyên lãnh chức Nguyên Nhung hành hải Tây Đô thống chế. Mùa xuân tháng 2 năm 1382, Chim Thành vào cướp Thanh Hóa. Vua sai Quý Ly đem quân đi chống giữ. Quý Ly đóng quân ở núi Long Đại, cho tướng coi quân Thần Khôi là Nguyễn Đa Phương giữ hàng cọc đóng ở cửa biển Thần Đầu. Người Chim tiến đến bằng hai đường thủy bộ. Quân giặc ở trên núi lấy đá ném xuống, thuyền ta bị hư hỏng nhiều. Đa Phương không đợi lệnh của Quý Ly, tự ý cho mở hàng cọc xông ra đánh, một chốc thì thắng. Các quan thừa thắng tấn công, Chim Thành thua to, chạy tán loạn vào rừng núi. Quân ta bao vây núi 3 ngày, giặc nhiều tên bị chết đói, ta đốt hết thuyền bè của giặc, toàn quân giặc chạy trốn cả. Đến tháng 4, tin thắng trận báo về, vua phong Nguyễn Đa Phương làm Kim Ngô Vệ đại tướng quân. Đến tháng 6 năm Quý Hợi 1383, Chim Thành lại đem quân đánh Đại Việt, tiến theo đường núi phía Bắc rồi bất ngờ đánh vào trấn Quảng Oai. Thượng Hoàng Nghệ Tông hốt hoảng sai tướng Mật Ôn ra giữ ở Tam Kỳ, nhưng Mật Ôn thua trận bị bắt sống. Nghệ Tông lại sai Nguyễn Đa Phương trấn thủ Kinh Thành, còn mình và Phế Đế chạy sang Đông Ngang. Có người học trò là Nguyễn Mộng Hoa khuyên Thượng Hoàng ở lại Kinh Thành chống giặc, nhưng ông sợ hãi không nghe. Quân Chim lại tàn phá Thăng Long. Đến tháng 12 năm Quý Hợi 1388, quân Chim rút về, Thượng Hoàng mới trở lại Kinh Sư. Mặt khác, ngoài Chim Thành, ở phương Bắc, nhà Minh cũng dòm ngó Đại Việt. Trước đó, Minh Thái Tổ đòi Đại Việt cấp 5.000 thạch lương cho quân Minh ở Vân Nam. Nhà Trần phải biện bạch là đã sai chuyển vận sứ đem đi, nhưng vì lam chướng nhiều người bị chết nên thất thoát. Đến tháng 3 năm Ất Sửu 1385, nước Minh lại đòi cống nạp tăng nhân do người phương Nam có tài dựng đạo tràng. Người Minh còn đòi cống nạp các loại quả như vải, nhãn, mít và còn đòi cấp 50 con voi, mượn đường đánh Chim Thành. Ngoài việc phải đối phó với giặc ngoại bang, tình hình triều đình cũng ngày càng tệ đi vì Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông quá tin dùng ngoại thích Hồ Quý Ly, giao cho Quý Ly nhiều quyền hành quá lớn. Quý Ly tìm cách phải phát triển thế lực riêng, nhưng Thượng Hoàng Nghệ Tông vẫn không hề nghi ngại. Lúc đó, lòng các quan lại tôn thất phần nhiều đã chán nản, rã rời. Nhiều người biết trước Hồ Quý Ly sẽ cướp ngôi nhà Trần. Năm 1388, vua Phế Đế nhận rõ âm mưu của Hồ Quý Ly, bèn bàn với Tâm Phúc tìm cách trừ khử. Quý Ly biết chuyện bèn kêu vang với Nghệ Tông. Cổ lai chỉ có bỏ cháu nuôi con, chứ chưa ai thấy bỏ con nuôi cháu bao giờ. Thượng Hoàng nghe lời Quý Ly,
ngày 3 tháng 1 năm 1389, Thượng Hoàng giả đi yên sinh, sai người gọi vua đến bàn việc nước. Khi vua đến thì đem giam vào chùa Tử Phúc và tuyên chiếu. Trước kia Duệ Tông đi tuần phương Nam không trở về, dùng con đích để nối ngôi là theo đạo đời xưa. Song quan gia từ khi lên ngôi đến giờ vẫn trẻ con lắm, giữ đức không thường, thân mật với bọn tiểu nhân, nghe bọn Lê Á Phụ, Lê Dữ Nghị gièm pha vu hàm công thần, làm dao động xã tắc, nên giáng xuống làm Linh Đức Đại Vương. Song nhà nước không thể không có người đứng chủ, ngôi báu không thể bỏ không, nên đón Chiêu Định Vương vào nối đại thống, báo cáo trong ngoài để mọi người đều biết. Một số tướng lĩnh có ý đưa quân vào điện để cứu Phế Đế, song vua chỉ viết hai chữ giải giáp, có ý xuôi tay, bảo không được trái ý Thượng Hoàng. Ít lâu sau, vua bị Thượng Hoàng ép thắt cổ chết ở phủ Thái Dương. Các tướng Tâm Phúc đều bị sát hại. Lúc đó vua Phế Đế mới 28 tuổi, ở ngôi 12 năm, được chôn ở núi An Bài. Quý vị vừa theo dõi lịch sử đất nước ta dưới thời vua Trần Phế Đế. Trong chương trình tiếp theo, Phan sẽ gửi đến quý vị diễn biến lịch sử đất nước ta dưới thời vua Trần Thuận Tông. Mong quý vị cùng góp ý với chương trình để có thêm nhiều thông tin lịch sử, với hy vọng những thế hệ người Việt tiếp theo sẽ có được các tư liệu chính xác về dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@rfa.org. Phan xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.